xin chào các khán giả của thán trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn một câu hỏi trên trang qua ra với tiêu đề người nga nghĩ gì về việt nam và người việt chủ đề trên thu hút khá nhiều bạn đọc và đã nhận được nhiều câu trả lời từ dân mạng quốc tế bây giờ thì các bạn hãy cùng thán xem người nước ngoài phản ứng như nào trước câu hỏi trên nhé Câu trả lời đầu tiên được ghi nhận vào tháng 5 năm 2021 từ một bạn đọc người Nga. Phản hồi của bạn nhận được 37 lượt đồng tình. Bạn ấy chia sẻ như sau: "Để tôi nghĩ xem. Trước tiên là về du lịch. Việt Nam rất nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, Phú Quốc và Nha Trang được rất nhiều du khách Nga biết đến. Tiếp theo là về chiến tranh. Tôi nghĩ rằng mọi người ở Nga đều biết về chiến tranh ở Việt Nam, khi đây là nơi những người cộng sản Việt Nam đã có thể đánh bại quân đội Mỹ. Dân Nga cảm thấy khá là kính trọng trước một dân tộc nghèo như Việt Nam." mà lại có thể kháng cự lại một kẻ thù hùng mạnh như thế. Tuy nhiên, không có nhiều người Nga biết về lịch sử của cuộc chiến tranh đó, ngoại trừ việc họ biết rằng đó là một cuộc chiến rất thảm khốc. Người Nga thường biết về cuộc chiến tranh này dưới lăng kính của các bộ phim Hollywood. Full Metal Jacket chính là bộ phim mang tính biểu tượng về chiến tranh ở Việt Nam. Kế tiếp là về đồ ăn. Ẩm thực Việt Nam thì không phổ biến bằng ẩm thực Nhật Bản. Tuy vậy, bạn vẫn có thể tìm thấy các nhà hàng Việt Nam tại các thành phố lớn ở Nga. Phở bò là món ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam ở đây tôi có thử vài món khác rồi nhưng lại không nhớ tên của chúng. Cuối cùng là về con người. Khi tôi còn nhỏ ở Ukraine, có nguyên một tòa chung cư chỉ toàn người Việt, họ đã bỏ nhà đi và rời đến nơi khác vào giữa những năm 90. Hiện tại thì tôi đang sống ở Kazan, Nga. Người Việt ở đây tham gia vào kinh doanh quần áo. Có nguyên một cái chợ quần áo rất to ở đây và nó từng được gọi là chợ Việt Nam. Ngày nay thì nó không còn nữa rồi. Có hai đứa bé người Việt học trung trường mẫu giáo với con gái của tôi. Những đứa trẻ này nói tiếng Nga còn ba mẹ của chúng thì không. Tôi không thể nói rằng người Nga thường hay nghĩ đến và bàn tán về người Việt, nhưng nếu có thì cũng chẳng ai có thái độ tiêu cực với Việt Nam hay người Việt cả. Tôi nghĩ chỉ có vậy thôi. Một câu trả lời khác được ghi nhận vào tháng 5 năm 2021 đến từ một bạn đọc đang sinh sống ở châu Âu. Bạn ấy đã phản hồi như sau: Tôi sẽ bình chọn cho khả năng thích nghi tuyệt vời của người Việt Nam. Tại thời điểm nào đó, lúc tôi đi làm, sếp của tôi là một cậu bé trực thăng người Việt và một đồng nghiệp khác của tôi là một đứa bé thuyền nhân để giải thích cho những người không hiểu thì những đứa bé trực thăng là những người từng xoay sở để trốn thoát khỏi sài gòn bằng trực thăng của mỹ còn những đứa bé thuyền nhân là những người đã thực sự trèo thuyền ra biển lớn với hy vọng được người mỹ giải cứu một đồng nghiệp khác nữa của tôi lại là một người di cư từ việt nam xã hội chủ nghĩa sang liên xô để học tập cả ba đều là những người rất giỏi tất nhiên là làm việc với họ rất tuyệt tuy nhiên tại một trong các nhà máy ở nga công nhân Việt Nam bị mang tiếng bởi hành vi trộm cắp bất cứ thứ gì mà họ có thể lấy. Vào khoảng năm 2006 ở thành phố Odessa của Ukraine, tôi từng quan sát thấy một cảnh tượng thực sự xấu xí khi một tên tội phạm người địa phương đang nói chuyện với một băng nhóm người Việt. Hắn ta hình như đang cân nhắc để thuê họ cho việc bẩn thiểu nào đó. Những người Việt này thì đang cố gắng cho hắn ta thấy họ dữ dằn và đầy sát khí như nào. Họ la hét và chửi thề và làm đủ thứ các trò khác rất nhiều dường như có tin đồn cho rằng thuê người Việt là cách rẻ nhất để thủ tiêu ai đó mà bạn không ưa. Câu trả lời tiếp theo nhận được 23 lượt đồng tình, được ghi nhận vào tháng 11 năm 2017. Quan điểm của bạn ấy như sau: Người Nga có một mối quan hệ vừa yêu vừa ghét với người Việt. Họ xem người Việt là những anh hùng dân tộc đã vượt qua những khó khăn để chiến đấu với một gã khổng lồ như Mỹ và đã giành chiến thắng. Người Việt không những thành công một lần mà đến hai lần khi đánh bại cả Pháp. Vào thời kỳ Liên Xô, những con tem ở đây thậm chí còn in cả hình ảnh Việt Nam và những người hùng của họ. Những điều khiến người Nga ghét người Việt nằm ở những người lao động nước ngoài đến từ Việt Nam. Họ có đến cả ngàn người trải dài khắp các quốc gia cộng sản và Liên Xô nhận họ nhiều nhất. Họ thường kiểm soát các giao dịch hàng hóa và các đồng ngoại tệ mạnh ở chợ đen. Có nhiều người Nga không thích họ lắm, mà không chỉ mỗi người Nga thôi đâu, gần như là ai cũng không thích. Khi tôi ở Bulgaria, họ thường là mục tiêu tấn công phổ biến. Câu trả lời kế tiếp được viết bởi một tác giả nặc danh vào tháng 8 năm 2018 và đã nhận được 10 lượt đồng tình. Ý kiến của bạn ấy như sau: Tôi không biết phải trả lời như nào nữa, nhưng với tư cách là một người Nga chính hiệu, quan điểm của tôi cực kỳ phức tạp, cho tôi xin lỗi một chút nha, vì tôi không chắc những gì mình nói có đúng hay không, nhưng tôi chỉ có thể nói ra từ những góc nhìn khác nhau thôi. Các bạn thấy đấy, tôi làm việc trong ngành du lịch và tôi đã tiếp đón một vài du khách Việt Nam, nhưng vì có đến hai kiểu người Việt Nam mà tôi đã gặp, nên tôi sẽ nói về cả hai luôn nhóm người việt thứ nhất là những người việt đến từ việt nam nói chung và từ những nước đông âu khác những người nga như chúng tôi có cái nhìn khá tích cực với họ và xem họ là những anh hùng đã đấu tranh giành lấy tự do từ người mỹ nhật và pháp người nga rất mến và hiếu khách với họ thật chớ trêu thay họ không bao giờ hỏi han về trung quốc dĩ nhiên là kẻ thù chuyển kiếp của việt nam nhóm người việt thứ hai là những người việt ở tây âu và người mỹ gốc việt không giống như kiểu người việt ở trên những người này có thái độ cực kỳ lạnh lùng và tiêu cực đối với nước Nga. Đối với nhiều người Nga, vì những người Việt như này không ủng hộ Nga, nên dân Nga không thấy vui vẻ và bằng cách nào đó lại đánh đồng người Việt là những người bị phương Tây tẩy não. Và họ cũng không hiểu rằng những người Việt này từng là những người tị nạn chạy trốn khỏi Việt Nam sau năm 1975. Tôi từng tiếp đón cả hai nhóm người Việt trên. Tôi hiểu cảm nhận của họ và cách người Nga nhìn nhận về họ. Bạn Boris Sezomo ở phía trên có câu trả lời hay đấy nhưng tôi không chắc nó sẽ đúng trong bao lâu vì trong chuyến du lịch đến Việt Nam gần nhất của vợ tôi, một vài người Việt xem người Nga như rác rưởi và có thái độ khá thủ địch. Sau đây là một phản hồi khác đến từ độc giả đang sinh sống tại Moscow của Nga. Câu trả lời được viết vào tháng 5 năm 2021 và nhận được 8 lượt đồng tình. Quan điểm của bạn ấy như sau: Tôi đã từng gặp người Việt Nam trong một số dịp. Tôi từng làm việc với một kỹ sư người Việt tại một bộ phận thuộc chi nhánh Mỹ ở California của một công ty công nghệ cao Singapore. Anh ta là một đồng nghiệp thông minh, chúng tôi cùng đến các buổi triển lãm thương mại và trở thành bạn của nhau. Tôi đã từng thực hiện một buổi chuyên đề về điện tử học ở thành phố Tôm của Nga và có để ý đến một sinh viên người Việt ở đây. Cậu ta tò mò về FPGA và tổng hợp RTL, làm bài tập rất tốt và hôm sau lại mang vài sinh viên Việt Nam nữa đến đây. Khi tôi ở Moscow, một người Việt Nam đã hỏi tôi đường đến phòng trưng bày nghệ thuật, vì tôi cũng đang đến đấy nên tôi đã đi bộ cùng cậu ấy và trò chuyện với nhau về Việt Nam và Nga. Cậu ta là một sinh viên đang học tập ở Moscow. Về tổng thể, tôi rất ấn tượng khi người Việt Nam là những người dân khá bình thường và có quan điểm giống với người Nga. Họ đang cố gắng phát triển đất nước của mình để cải thiện nền công nghệ, kinh tế và hạ tầng của mình và họ cũng sở hữu một nền văn hóa rất thú vị. Câu trả lời cuối cùng đến từ bạn đọc người Nga đang sinh sống ở Moscow. Chia sẻ của bạn được ghi nhận vào tháng 11 năm 2017 và nhận được 7 lượt đồng tình. Bạn ấy đã phản hồi như sau: Tôi tin rằng Nhận thức về Việt Nam của người Nga được hình thành bởi những điều mà ở dưới đây, tôi đã sắp xếp theo mức độ quan trọng như sau. Thứ nhất là chủ nghĩa anh hùng của họ đã chống lại sự chênh lệch áp đảo về sức mạnh trong hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ. Thứ hai là ngành dịch vụ khách hàng của họ, khi mà Việt Nam là nơi nghỉ dưỡng rất phổ biến đối với người Nga. Thứ ba là vai trò của họ như những nhà buôn ở các thị trường hàng tiêu dùng bán hợp pháp xuyên suốt những năm 90 ở Nga và sự hung hãn của họ nhằm bảo vệ những người chống lại chủ nghĩa tân quốc xã và những cộng đồng người hải ngoại khác. Trên đây là phần trả lời cho câu hỏi của video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Thán.